Đang tìm đường lên cái tổ ong mật các bạn. Sáng sớm ra thì anh em mình ăn sáng đi qua. Bữa sáng này anh em mình tổ tầm độ 2-3 ký các bạn nhé. Mùa này bắt đầu vào mùa mật ong đắng rồi. Mật rất là đẹp luôn. Màu đẹp và mật vẫn còn đặc các bạn. Nên nó đặc là nó phải tùy theo từng khu, từng vùng thôi nhá. Đấy, chúng ta không thể kiểm soát được cái chất lượng đặc hay là loãng của ong khoái được. Thì nó theo nguồn hoa của từng vùng. Còn hiện tại bây giờ anh em mình đang là tìm đường cái tổ ong mật thôi. Mà cái tổ ong mật này ấy, anh em mình đang nghi ngờ nó vào một cái gốc cây mục ngay chỗ thạo của. Bởi vì trong vòng cái thời điểm mấy hôm nay thì mình đã thấy cái tổ này trước đây là cái video là cái tổ này dài như con rắn là mình đã quay cho các bác rồi, thì mình đã bảo thấy cái tổ ong mật đây mà mình chưa bắt. Thường nó quay lại là muốn bắt cái tổ này. Ăn đúng mồm đấy. Đang nghiên cứu, đang ngó các bạn. Gốc cây mục các bạn. Ăn mới được. Ây da. Trên kia mà. Cái tông, cái vệ sinh. Mình giấy vệ sinh. Kiểm tra ngay. Mùi không biết khoáng rồi. Cuộn. Cuốn nào. À, cuộn cuốn nào. Cuốn một ít à, nó vào đúng gốc cây mục các bạn. Hôm trước thì cứ tưởng ai đắp không phải đâu. Bày rất đồng. Cây này to nhá, gốc này. Đây các bạn ơi, cái lỗ nó vào đây này. Ây da, có mật đây. À đây có cái cây nấm này đây. Không biết dòng nấm gì đây. Ây da, mật đây thầy, mật đây thầy các bạn. Ra đấy, triển khai ra đây rồi đấy. Cây này gỗ lõi à? Không phải. Đây là mục sớm là sang này chắc chỉ dùng được 1-2. À, lông thẳng thôi ạ. Đến rồi, đến rồi. Đến mật luôn. Ui, vào mật cái đây, cái cung mật đây. Găng tay đấy các bác nha. Găng tay lúc nào cũng sẵn sàng ở trong đây này. Cần một cái găng tay là chúng ta móc đây thôi. À, vốn dĩ là hôm nọ là thấy bay rất là đông mà. May mà còn có cái cột khói đấy. Hôm nọ mình cứ tưởng là ai đắp thôi, nhưng để anh cũng lên xem này. Dính à? Được đấy, cắn nó này, anh xem này. Được, có. Ê, chắc dài vào trong ấy. Có đấy, không có mấy. Có mấy. Ít lắm, cái này có khả năng là đợt sau mới tìm là có thôi chứ còn. Ừ, dài tận đây kìa. Đợt này chắc chưa có mấy đâu. Để xem này. Chưa còn thua mày. Ấy ở trong chắc rộng hơn anh ạ. Thầy lấy đèn về soi cho nó. Đèn này soi mới biết là có không. Cái bập, lại chỗ này là cái hang, sợ nó vào cái gì à. Khói thì đơn giản thôi. Đây. Đây. Ấn thẳng vào đấy được mà. Không có đâu em này. Ít lắm. Ít lắm. Mở rộng cái chỗ này ra xong đóng lại. Không có mấy đâu. Để lần sau quay lại lấy thôi. Nó chỉ có đông già lắm rồi. Già lắm rồi. Nó chỉ có mấy ngay chỗ này thôi. Đục cái chỗ này đi. Đây thầy có bác này. Già lắm rồi. Rút chứ. Rút cái này nha. Còn nữa, còn già rồi.
Ai giờ, mấy hôm nữa đi, mấy nữa đi. Chưa được đâu, mấy nữa quay lại thôi. Đây này, con này mật nó đang ra nhiều này. Nó đã áp tổ xuống này. Cái này phải khoảng tầm 15-20 ngày nữa quay lại đánh con quái là chỗ có đây thành mật hết đấy. Đây làm sao đục được cái thành này đi này. Và mấy cái chỗ này bây giờ thành mật hết luôn. Nó dài lên tận trên đấy, cái này ấy. Cái chỗ nào không có mật cắt đi. Để hết rồi đi. Chỗ này không cắt mỗi chỗ này đâu. Cắt cái này mà. Nè. Mấy hôm nữa nó thành mật hết mà. Đây này, sắp thành mật hết đây. Đây, mật đây đây. Phải đục cái chỗ này rộng. Không, chả lấy nữa, không lấy nữa. Ui, trong còn mấy miếng em. Mấy miếng mà để mấy không hôm có. Nữa, mấy hôm nữa quay lại lấy mới được nhiều. Ui, dài được tao nhiều. Dài, nó dài dựng trên mà. Đục cái chỗ này ra thôi. Không biết có đục ra được không. Hả? Vào tay à? Tay. Đây có ai có mật luôn nhá. Mấy hôm nay đang viêm họng này, chị luôn, dứt điểm. Mà này ăn cực ngon luôn. Tổ này nếu mà bảo lấy thì đủ ăn thật. Nhưng mà bảo lấy mật mang về thì chưa có. Chưa có nhiều đến cái mức độ đấy. Kiếm gì đắp được không? Đá đấy, đây. Cái gì cứng lắm. Để đây, thôi. Được mấy cái miếng mà phí quá quá. Mấy miếng này cũng toàn mật. Khó tìm đá đấy nhỉ. Đây rồi. Thảo ơi. Quan trọng là lấp lại được. Lấp lại để cái tổ ong nó phát triển rồi. Có hai hòn này không tù. Ốp lại một cái là to được này. Đấy, thế một phát là thế, như thế là được rồi. Đây. Đây được. Đây. Đưa đến đập đây. Thế xong. Quá đẹp. Bởi hôm nó lấy lại quay lại con mặt tràn mật với. Thế thì phải lấy một cái cây trống nữa đóng vào đây không mới được, mới giữ được. Ui, nắng đẹp này. Ui, các bác thấy xem cái lượng phấn hoa đây này. Kể cả ống khoái nhá, mấy bữa nó mới quay lại mới có. Chứ tầm này nó đang bắt đầu áp rồi. Hôm nay cũng ở lâu lắm rồi. Không có ai đả động đến. Rồi anh em mình đóng chặt lại rồi đi tiếp tục khai thác cái tìm cái tổ khác thôi. Không ăn thua đâu. Lên đỉnh thôi. Cái tổ ong này khoái. Hôm nay là cũng cắt lại lần 2 quá nha, hơn 10 mấy ngày rồi. Mình chưa biết là hiện tại là cái lượng mật là như thế nào. Tổ này ở giữa đỉnh luôn bác, giữa đỉnh ngang về luôn. Đấy, đang trong tình trạng là bay rất nhiều và ong trời đã bắt đầu bắt rồi nha. Mình sẽ lên đây luôn, lên theo gốc luôn. Mọi thứ đồ đạc và Thảo đang chuẩn bị rồi. Loại này chỉ cần nửa túi thôi. Nửa túi có nghĩa là gì? Có nghĩa là nửa cái túi bóng. Mỗi cái túi ni lông đánh được 2 tổ. Túi ni lông thì thường là anh em mình mua cái túi ni lông to. Đây là cái túi chun này. Túi chun này là mình sẽ thắt lại một cái đầu túi cái gì đó. Một cái đầu dưới là mang đi bắt rồi. Cái khu vực này nó cũng không có nhiều mật lắm đâu các bạn. Vừa này đánh xong đánh cái tổ ong mật đi. Đánh cái tổ trước thì rất là to luôn. Do cái nguồn này. Mấy hôm nữa hoa nó nở đi.
đặc sản mùa này là sâu gióm các bác nha, đi rừng là phải có dầu cao đấy, không là sự không là vuốt cái chèo cho nó an toàn đó. Đảm bảo nó đỡ mệt hơn rất là nhiều. Thì chúng ta thử vuốt bó đuốc hôm nay Thảo làm là cái cây quật dọc nó sẽ rất là nhiều đấy, mình cũng lên nhanh thôi, với cái này thì lên các bác sẽ tính là chưa đến một phút đâu. Các bác nào cần nón, nước, đội, bắt ong với lại guốc thì cứ báo mình nhé, bên mình sẵn có. Hả? Ừ. Con mồng guốc đưa lại đó. Em mình đang trêu mày đó. Bảo mình sao mặc guốc ấy, nhưng mà không mặc guốc là mệt lắm các bác. Hay cởi guốc này. Mộng cao phết đấy các bạn. Hả? À. Chiêu mỏng cánh rồi. Có tí nào không, con mỏng còn xanh thôi. À thấy, thấy có một tí thôi. Ôi, có một xíu thôi. Hả? Đâu xem nào. À, vẫn có, nhưng có ít thôi các bạn. Được. Thôi, có mang dao lên đâu. Ra cũng khá đáng đấy các bác này. Này các bác, cái bầu này do cái khu vực này mật thôi, mật không có các bác nhá. Xem đã, nhìn cái bầu này là mới vừa rồi,
mới làm ra thôi. Ít mật lắm mà không bỏ công đâu, để lại thôi. Đây các bác xem cái ống nước này thì lấy thế nào, cái này phải chục hôm nữa bạn, chục hôm nữa còn mật nó hoàn về. Còn mình đi đánh có nhiều tổ rồi, không cần nữa, để lại. Để lại cho tổ ong nó phát triển. Mất công trèo tí rồi. Không may mà trèo cuốc ấy, trèo bo lên đây mà ra phải cái tổ như này đúng khóc thét luôn. Đấy, các bác đừng bảo là ong nó không tấn công nha, nó xuống nó cũng tấn công, tấn công mạnh luôn đấy. Quá buồn. Sáng sớm ra đã dính phải 2-3 quả kiếp nạn này. Nếu mà lấy thì cũng vẫn được tầm độ gần ký các bạn, ký đến ký, nhưng mà nó không bỏ công. Khi mà cái thời tiết nó nắng như này thì chúng ta thả đợi thôi, đợi là một cái giải pháp tốt nhất. Các bạn nhìn thấy nó tận xa kìa, tổ này thật sự các bạn lớn đấy, nó vào cái thân cây thì nó là 2-3 người ôm. Nhưng mà cái thân cây nó lại đi ngang kiểu ra này, nên dễ lên rồi. Anh em mình lên cả hai luôn rồi. Đang là cái bò đóm. Cái tổ này được phát hiện, đáng lẽ là không phát hiện ra nó đâu, nhưng mà lúc mà nhòm ở bên dưới lên lại thấy nó bắn ở trên cao ra. Vì ở đây là nó rất là xa những cái ruộng đồng tận dưới kia cơ. Đây mình đang chêm thêm một ít khói để lên gốc đây. Bây giờ nó cứ theo gốc này là ra thôi. Thế hiện tại thì khói nó đang phủ hết cái toàn bộ gốc này. Nếu mà không có gió thì khói có khả năng sẽ đến ngoài. Thì cái bãi giang này nó cũng dễ cháy. Đúng mà. Không biết tàu ra. Đây khá cao các bạn nhá. Đấy, anh em mình trèo là trèo về. Hết sức cẩn thận, nó ở tận cái cuống cây cành kìa. Là phải vượt qua cái cành này đi. Thì mới chêm được khói. Hồ này ở hướng rất gió luôn. Đấy, ngay góc kia thôi. Ngoại khói lên là phải đóng mũ ngay các bác nha. Kiểu gì nó cũng sẽ tấn công. Cái này là không thể tránh được khỏi đâu. Với cái dòng ong khói này, một cái dòng hoang tự nhiên không tuần hóa được các bạn. Nó rất là hung luôn. Trượt. Trượt lắm mẹ em ạ. Bám cẩn thận đấy nhá. Đây, cái cành nó trơn này. Đó. Trượt qua chỗ này rồi.
kia rồi, tổ máy rồi. Không qua được chỗ này à? Qua thôi, qua thôi. Được rồi. Tổ lắm luôn cô ơi. Máy mà nó không ăn cái bầu mật này thì được nhiều lắm đấy các bạn. Cái bầu mật nó ăn mất rồi. Tổ như cái chiếu ấy. Đầy phấn luôn này. Kéo hết ở đây. Phấn nhiều lắm à? Mất công mình quá không? Sộp luôn. Cục này nếu mà không ấy là cũng 7-8 cân này nhờ. Cái này thì khó thấy thôi nhá. Nếu mà quân nó đông quá. Rồi. Nhưng mà tổ nó không được chia đàn luôn chứ. Không chia đàn đâu. Lúc nó đứng như này. Chí thật đấy. Mày các bác xem cái cảnh thợ lên. Này, anh em mình lại phải lui xuống. Kết quả không được như mong đợi ạ. Tí nữa mình thì đánh cái tổ. Rồi. Còn tầm 2-3 cân, được tầm 3 cân các bạn. Lại cái cành thì vẫn ong vẫn để nguyên các bác nhá, khả năng 10 ngày nữa thì anh em mình quay lại thì khả năng là chỗ này là đẹp. Tầm 10 ngày nữa. 10 ngày nhưng mà thời tiết nó phải đẹp cơ các bác. Nếu mà thời tiết không đẹp thì có khả năng đến tận cuối vụ thì anh em mình cũng vẫn không có cái kết quả gì với cái khu vực này. Được 3 cân. Ôi trời ơi, không nổi 3 cân rồi các bác ơi. Này còn sao rồi. Sáng ra tìm mới được 4-5 cân như này. Đây này. Cái bầu mật này mật rất đẹp luôn các bác nhá. Tuy nhiên ấy, được cái ít mật nhưng mà mật đẹp luôn. Các bác nhìn cái bầu xem. Trắng xóa, đẹp, long lanh. Nó không thể vít được hết, nó không có được hết. Nên phải buộc lại cao su một lần nữa. Xong anh em mình đối xuống đã đi tìm tiếp tục tìm những cái tổ khác. Hôm nay là chinh phục cũng khá là nhiều tổ, có tổ bé là anh em mình còn không được tìm nữa cơ các bác, bỏ qua hết để mà chỉ đi tìm cái tổ to thôi. Tổ mới nha các bác nha, lên tổ mới. Hôm nay đánh cho các bác xem nhiều tổ luôn. Alo, tận ngoài vơ các bác ơi. Nãy anh cứ tưởng nó ngay đây có phải đâu, nó tận trên. Còn ngoài xa. Châm luôn các bạn, phải châm luôn từ đây thì mới ổn được. Thật ra cái cổi cỏ nhà nó đã vốn dĩ nó đã cháy rất là ổn định rồi. Tùng lung vùng tung hết lên.
Đây đến tổ rồi. Con này vít trắng luôn. Thế mà lại đẹp các bạn. Nó cây tuva. Đấy, không thể ngờ được. Tổ này tổ khác thôi. Ta không tính toán được các bạn. Tổ có tổ không là như này đây. Mình chưa nghĩ là riêng cái tổ này là có hy vọng đâu. Đây các bạn nhìn thấy cái bầu vít trắng không? Bầu vít trắng xóa không? Đấy, nó cũng tổ to lắm đấy các bác nha. Hai bên đều vít. Mà nó cũng ăn đi một phần nào đó rồi. Nói chung là cũng không thành nguyên vậy rồi. Phần lên nó vẫn có chứ thằng. Mình đang cố tỉa đẹp để cái đợt 2 chúng ta quay lại. À, vẫn có nhá. Nói chung là lúc mà cái tổ này nó có ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 4-5, 3-4 ký thôi. Nó không phải là nhiều. Đây các bạn. Đấy. Vẫn còn có ít phấn ở đuôi này. Bẻ luôn các anh. Bẻ luôn cái phấn ở đuôi này các anh. Cái bàn tay luôn cho các ăn. Rút lui.
ơi. Thì kết quả buổi chiều về đúng không? Những cái tổ được xếp này. Đấy, có một số tổ, cái tổ mà trong cái đẫy mà bắt cái tổ ong mật đầu tiên về là bị dập luôn các bác. Nó dập tung tóe này. Đấy, một số tổ đây. Đây nhà mình đang xếp ra. Cái tổ ở góc này thì nó lại khá là còn nguyên này. Mồi mật rất là thơm đấy. Cái mồi mật nó có cái mồi đặc trưng của từng cái thời gian, từng cái thời điểm nha các bác nhá. Và ngoài kia thì còn được một cái nắm rau to nữa. Đây là một cái buổi đầu tiên mà anh em mình triển khai, thế là ok, trên này là ok rồi. Chắc hai anh em mình được khoảng tầm hơn chục cân rồi. 15 kg, chỗ này tầm 15 kg các bác nhá. Đấy. Từ sáng là nghĩ là chỉ đủ tiền ăn sáng thôi. Đây, xong rồi sáng mai bây giờ là nghỉ ngơi ở đây, xong rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Các bác xem có cái đồ để anh em mình đi kiếm ít cá. Nhưng mà mấy hôm nay mệt quá không kịp. Đấy, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau nhá.